bò đây. Sàn đi nó chiêu mi. Đây nha, mời mọi người nha. Đây là làm một bữa để ăn mừng có visa gia đình, hai vợ chồng tự làm này, tự làm hồ sơ, tự làm này, có đây là có kết quả visa gia đình thôi này. Nha, vợ chồng làm một bữa, xin cả nhà, mời cả nhà nhé để liên hoan visa gia đình. Đó. Đây thịt bò này. Chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thu Hà GP Cuộc Sống Người Nhật Bản nhá. Thì hôm nay vợ chồng mình mời cả nhà ăn đôn nướng để ăn mừng hai vợ chồng từ làm visa gia đình cả nhà. Thì đã có kết quả rồi, của New Can lấy visa rồi. Thì hôm nay mời cả nhà món thịt bò này. Hôm nay có thịt bò đây, bò này, bò của đặc sản của Higashiomi ở Shiga vùng mình ở luôn đấy. Tôm này, tôm được thôi. Đây là món ba chỉ, còn đây là món nâm. Nâm là bây giờ mời cả nhà dùng đôn nướng với vợ chồng mình nhá. Đây là nước chấm thịt nướng cả nhà, thịt nướng rồi. Chô 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 Chúc mừng đại gia đình có tin vui nha. Mời mọi người nha, mời cả nhà nha. Mời cả nhà nha, thịt nướng đây. Thịt bò. Ngon lắm, ngon mẹ nó sống nha. Bò ngon mẹ. Nhưng cần đúng bay luôn. Sao nặng lên ngon. Mời mọi người nhá, đây là nâm lợn nhá, nâm lợn này quê mình gọi là vũ lợn. Hả? Đấy, kẹp rau vào, mời cả nhà nhá. Đấy, kẹp ít bò xong. Già xưa. Già xưa. Ai gọi vũ? Của anh gọi là ai gọi? Từ bìa anh. Quên nằm. Ngon. Ê, cảm nhận ngon thế mà. Ừ, tôi ngọt. Ngọt á? Mà vừa em ăn hơi ngọt. Ừ, ngon. Mời cả nhà thịt bò nhá. Bò nướng ngon lắm. Nha. Thịt lợn, thịt bò nữa. Bò này, miếng thịt lợn này nhá. Ăn lá nó sống này. Đây mọi người nhá. Bò này, quấn thịt bò vào. Mời nhà nhá. Quấn lên đây. Đấy. Chấm
miếng nước chấm thân thành vừa năng lắm. Đây là cái nước chấm này là nước chấm của Thu Lam cả nhà. Nước chấm này là nước chấm mé của Thu Lam nữa. Mình thử miếng chấm kè miếng nhá. Ngon mà nó mùi mè chua chua mà ngọt. Còn là mình tẩm cái nước chấm yakiniku ấy, mua chưa gì còn nước chấm cái của Thu Lam. Nhớ làm không nhớ à? Rồi anh ơi nha. Bớn lặng một cái miệng ngon bởi chúng mình làm thì giá bảo lãnh ở bên Nhật mọi người ạ. Nhưng mà ở bên Nhật hay là ở Việt Nam thì cùng giấy tờ mình đều làm tự làm được cả mọi người ạ. Có màu mà mình thể điên vào. Đấy, những giấy tờ gì mình xin giấy tờ của mình thì vợ chồng mình làm thì là vợ mình là chuyển visa kỹ sư theo visa của mình mọi người. Thì mình cần giấy tờ là lô dê số mê số hay ca dê số mê số. Cái đó thì giá hẳn đi giá thì ai cũng cần cả mọi người. Giấy chứng nhận thế với lại này là đóng thuế ở Sri Lanka đấy. Thì hôm nay là visa đã về rồi thì là liên hoan, hai vợ chồng liên hoan ăn mừng nhớ mời cả nhà nhé. Thịt bò này, này nướng này cho được không? Ăn tôm không? Nè, tôm mời cả nhà, mời mọi người nhé, nấm này, mời mọi người, nấm đuôi gà, có tôm nữa, mời mọi người nhá, tôm này, tôm được, rất là ngon luôn, tôm. Vợ chồng em là đều ở bên Nhật cả mọi người. Thì để làm visa bảo lãnh thì vợ chồng em là đăng ký kết hôn. Đăng ký kết hôn xong là dùng giấy, lấy giấy đăng ký kết hôn để đi làm bảo lãnh visa gia đình mọi người. Mà ở Việt Nam thì mọi người ở Việt Nam thì cùng dùng giấy đăng ký kết hôn ở Việt Nam. Mời mọi người nha. Tốt này. Ở bên Nhật hôm nay là mùa hè mọi người, nóng lắm. Đấy, hai vợ chồng em bật điều hòa ăn tịt biển. Hả? Mùa hè mà bật điều hòa mà ngồi này ăn thì nóng lắm. Vợ chồng em bật điều hòa thì ăn đồn nướng. Mẹ vợ thích ăn đồn nướng. Mời mọi người nhá, tôm này. Tôm ngọt. Tôm ngọt. Tôm ngọt. Ngon mọi người ạ, ngọt. Tôm ngọt là 5 miếng. Tôm sống quần thịt nha mọi người. Đây. Mời mọi người nhá.
những cái giấy tờ mình làm bảo lãnh gia đình này thì mọi người có thể tự làm được, vợ chồng em tự làm được, không cần thuê luật sư nha mọi người. Thì em hôm sau em sẽ làm một video chia sẻ những cái giấy tờ vợ chồng em làm để có visa này, mọi người cứ tự tin làm, không phải thuê luật sư. Mình có thể tự làm được, luật sư thì họ cũng chỉ cho mình những cái giấy tờ gì cần làm thôi, rồi lấy một cái đơn xin chuyển visa. Thì em cũng sẽ có mẫu đơn để chia sẻ cho mọi người nhé, để mọi người làm. Rồi gắp thịt bò vào muối. Chắc linh nhẹn thịt bò. Tôm ăn à. Cắn miếng vú vào nướng mọi người, cắn miếng vú, ta quên miếng nấm. Đây mọi người nha, thịt bò này đấy. Khỏi lên nóng luôn luôn. Chua chua ngọt ngọt, ngon mọi người. Cho ít nấm vào mọi người. Đây, nấm. Nấm nướng. Đây. Sinh nhật này, đấy. Rồi em mua nấm ở quán Việt Nam mọi người. Đặt nấm ở quán Việt Nam. Chứ ở siêu thị Nhật cũng thấy nấm, không thấy nấm. Còn các đồ tôm thì thịt thì em mua siêu thị Nhật. Thử miếng ngô Nhật nha mọi người, ngô chín chứ. Thịt lợn. Nghe mọi người nha, còn miếng thịt lợn mà, thịt bò thôi chứ để thịt lợn nha. Đây, ăn miếng thịt lợn đường này. Đấy, quần rau lại. Vào nước chấm. Đây. Mời mọi người nha. Mời mọi người cô bác anh chị nha. Đó. Tiêu hoa cái hắn ép thịt rau sống nửa ngon mọi người. Đây ép thịt rau sống với lại thịt nửa. Đấy mời mọi người nha, thơm mùi thịt bò nướng thơm. Mời mọi người nha. Visa gia đình thì vợ chồng em tự làm hồ sơ mọi người, nộp vào ngày 11 tháng 7. 11 tháng 7 là nộp mọi người, mà rất là nhanh luôn. Cảm ơn bác Như Can là đến 28 tháng 7 là có mọi người. 28 tháng 7 là chỉ là trong 17 ngày. 17 ngày là có visa về. Đấy thì lúc vợ chồng em lên nạp á, lúc vợ chồng em lên nạp hồ sơ thì có Liêu Cam có vào bổ sung mấy câu hỏi là nào là em với lại Thu quen nhau ở đâu, rồi thời gian lúc nào rồi họ yêu cầu là chụp 3 cái ảnh mọi người.
ba cái ảnh trên cái lúc quen nhau, gặp nhau lần đầu tiên ở đâu này. Những cái đấy thì mình trả lời chương nhật thì đấy đơn giản thôi, mình trả lời gặp nhau ở đâu rồi thời gian gặp sau khi gặp nhau rồi như thế nào rồi đi đến kết hôn như thế nào đấy, mọi người biết về cái đấy vào đấy. Cái giấy đấy New Cam sẽ gửi cho mình mọi người ạ, có một cái giấy New Cam gửi cho mình sau vợ chồng em về kể là em đi in ảnh luôn. Ảnh thì ngày xưa hai vợ chồng quen nhau là có ảnh luôn mọi người ạ, thì là em đi in ảnh nộp luôn, nộp trong chiều ngày mai, hôm đấy là cũng buồn thôi thì em để ngày mai em nộp, em nộp cái giấy đấy xong là khoảng đến tuần thứ hai là hai vợ chồng ngày mốt em đi làm về cùng ngõ hôm thứ mà ở nhà một ngày xuống ba lần này. Hai lần ngay vừa em xuống hai lần, em đi làm về ngõ lần là ba lần. Nói chung là đến ngày thứ 15 ấy mọi người, ngày khoảng 2 tuần, nói chung là nhanh nhất là 2 tuần mọi người. Vợ chồng em thì 17 ngày là có mọi người, là có visa về, là có visa New Can gửi đi mọi người, gửi đi xong là có cái hai ký, nói chung là có kết quả đấy mọi người. Nộp 11 thì đến 28 là có kết quả. Còn kết quả là như can gửi Hagaki mọi người, gửi Hagaki là ngày 28 thì đến mùng 1 tháng 8 là vợ chồng em nhận được, mừng lắm mọi người. Mừng lắm, mà ngày nào cũng xuống xem hôm thứ thôi, check hôm thứ liên tục. Đây, mọi người mình nấm nhá, nấm lên. Năm lần nhiều sữa ăn biển. Em phải bật cái quạt hết mùi vậy mọi người, không bảo cháy mất. Hả? Ai ốt mà? Quạt hết mùi có hơi ôn chiếu mọi người. Em bật lửa. Bo nướng quần lá rau giống giống salad Việt Nam, bên salad đang có lắm, bên Nhật có một cây salad hai người ăn liệt đi, hai người ăn ngô bên đi lặt kỳ, anh đi có sống, anh đi có sống hết nhỉ? Rồi, người em ngô Nhật rồi người. Ngô ngọt. Ngô như kiểu ngô ngọt các người, ngô ngọt. Anh đi kiểu ngô sống, nhỉ? Ngô bên đi, anh đi kiểu ngô sống. Kể cả luộc lên đến cùng kiểu ăn như kiểu ngô sống không ấy? Giống kiểu ngô ngọt của mình, nhưng mà đang hạt bé. Cùng dựa mà. Ngon. Mua nếp bên những bường ăn mua mấy bắp, 250 yên rồi. Hai bên Việt Nam, thì từ Việt Nam ăn. Một bắp mấy tiền? 170 yên. 150 yên, phải. Ừ, được.
ở Việt Nam rất giờ cũng nắng nóng lắm mọi người, bên Nhật nóng đấy, năm nay nóng lắm mọi người, năm nay nóng hơn các năm, khí hậu càng ngày càng nóng, ở đâu cũng ngay chừng khắc nghiệt lắm này mọi người. Ăn đồ nướng phải có nước uống rồi ra đường chứ ngán mọi người, mệt rau kem này, ôi làm một thịt bò to bự khỏi lên mũi khỏi mũi bớt hơn ngô bơ, ngô bơ, ngô chiên bơ, bắp rang bơ. Còn đây là xà lách, cuộn thịt bò. Miếng con. Xà lách cuộn thịt bò. Liên quan khiếp. Ủa mày định chạm mưa nó cũng liên quan hơn. Nhạt quá, vì nước chấm mà nghe. Em rất thích ăn ngọt mà vừa em rất thích ăn ngọt vừa vừa lắm. Sữa đặc em pha ngọt cho thiếp của mình, con em chỉ thấy bình thường. Vì có ai sở thích giống như em, sữa đặc không như là pha đặc. Cá, cuộn không. Cá. Không cần pha được. Anh cũng không cần pha được nhưng mà uống trong thì có mà không được lọc nữa. Được lắm không? Ngọt ngán cổ ấy. Coi là uống sữa đặc thay cơm buổi sáng. Nani? Ngon, không ăn thịt bò ngon. Mà nói chung là giá hàng chạc nên nó 5 lượng, 5 chân rưỡi. Nửa cắn mọi người ạ. 1 triệu. Cái hộp này là nửa cắn 5.5 mọi người. Với mán và mán 22 nói chuyện mán bây giờ trong bắt mán lên mọi người. Anh chị em ở Việt Nam đi làm ở Nhật bây giờ mán thấp quá mọi người. Mán 22 thì cái nhưng mà bây giờ mua đồ ăn thì tính ra tiền Việt lấy rẻ. Mán 22 thì cái này là kiểu hạ à, kiểu một rồi hả? Kiểu hai kiểu ba kiểu tứ rồi mà 22 đấy 5.5 thì kiểu tứ mà nghe nhưng mà bây giờ mang xuống thì tầm hơn 1 triệu 5 lượng 5 lượng 1 triệu 1 lượng 200.000 hả? Tầm 1 lượng 200.000 bằng 1 cân thịt bò rồi hả? Cũng bằng cân thịt bò Việt Nam mà cùng cân 2.7 luôn. 2.7 một cân. Nên dư tỉnh đã mán thấp là bằng thế. Bằng được, đấy là 1 lượng 2.7 trong khi ở nhà 1 cân 2.7. Nhìn nhầm mọi người. Ở Việt Nam là 1 cân thịt bò là 2.7 mọi người nhỉ. Con thấy là tỉnh đã 1 lượng 2.7. À, đủ ăn ăn ngon. Bình thường nhà em mua thịt bò mua về nấu hay người tôi mua về nấu đi khoảng 700 yên thôi. Hộp 700 yên tùy hộp. 6-700 yên. 6-700 yên là có 3-4 lượng đúng không? Nó tùy theo kiểu thịt bò đấy vậy chứ chứ phải là bò cô bé không? Cô bé đã thế. Nó ngon. Vừa trong tập dần đấy đẹp. Thank you.
thường ăn thịt xong rồi bây giờ đang ăn thêm cơm nữa mọi người. Hả? Ăn thịt no rồi mà vẫn thấy thiếu cơm nên ăn tiếp nó ngăn cản. Mời mọi người cơm Nhật nha. Nó quá rồi mọi người ạ. Hai vợ chồng ăn hết thịt bò này. Hết thịt bò, hết nấm, con tôm, con một ít tôm với lại cái thịt lợn mà nó quá rồi mọi người. Đấy, tôm với thịt lợn. Đấy, hôm nay vui nên hai vợ chồng mời cả nhà ăn món nướng. Thì rất cảm ơn mọi người đã xem hết video của vợ chồng em nhé. Nếu mọi người thấy yêu thích video thì cho vào trong em xin một like, một đăng ký kênh ủng hộ vào trong em nha. Còn bây giờ thì vào trong em xin chào tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nha. Bye bye.